Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một sản phẩm mà bên Huy mới vừa lái về luôn các anh chị. Hôm qua thì Huy có quay nhưng mà trời hơi tối, thì hôm nay Huy sẽ quay cho anh chị xem lại về sản phẩm này. Toyota Fortuner TRD Sportivo với một thiết kế rất là thể thao. Những cái ốp body kit ở phía trước và phía sau rất là đẹp, và bên hông các anh chị. Và đặc biệt là đối với sản phẩm này, chủ xe bảo trì bảo dưỡng ở hãng rất là đều, và trang bị cho sản phẩm này rất là nhiều cái phụ kiện khá là đắt tiền các anh chị. Bây giờ là hiện tại xe này thì bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm marukuri, làm đẹp, thì Huy sẽ dành vài phút giới thiệu cho anh chị lại cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này mà khi mua mới các anh chị thì anh chị bỏ ra đâu đó gần phải 1.3 tỷ để sở hữu sản phẩm này. Nhưng mà đối với sản phẩm này hiện tại đang chỉ có giá là 730 triệu. Biển số thành phố nha. Anh chị nhìn kiểu dáng rất là đẹp. Đèn anh chị nhìn ha, sáng bóng luôn. Những cái viền đèn mà chrome, những cái ron bằng cao su. Nó không có bị lão hóa nha anh chị nha. Xe này chủ xe đi giữ kỹ và đậu trong mát nhiều. Có đèn cản này. Đèn chiếu sáng ban ngày là đèn LED. 2015 thì cũng có một phiên bản TRD Sportivo, nhưng sang 2016 thì thiết kế có body kit ở phía trước á, cùng với cái mâm nó nhìn nó xét nét, nó cá tính, nó thể thao và nó đẹp hơn khá là nhiều các anh chị. Anh chị nào mà đã mê cái dòng này á thì anh chị sẽ thấy được. Và đối với sản phẩm này các chị, trên thị trường không có nhiều nha. Không có nhiều, không phải là sản phẩm không có nhiều, mà chủ xe đi giữ kỹ như sản phẩm này rất là hiếm có, cũng như là phụ kiện trang bị. Thì Huy sẽ đi sâu hơn, chi tiết hơn về sản phẩm. Vỏ theo xe, gai vỏ này còn rất là dài luôn. Huy cho anh chị xem. Đó, gai vỏ này còn rất là dài. Và đó, gai gió nó còn hết này các anh chị. Và vỏ nó không có bị gọi như là lão hóa xuống cấp nhiều nha anh chị, do chủ xe đậu trong mát nhiều. Và đặc biệt một điểm nữa anh chị, mâm anh chị thấy đẹp đúng không? Và chủ xe thực sự trước giờ Huy chưa thấy cái chủ xe nào kỹ như chủ xe này. Những cái miếng cao su đó, đây là con tán này anh chị nhìn này, chủ xe đó để bảo vệ ha, rất là kỹ luôn ha, để bảo vệ cái con ốc nó đỡ bị nước vô, nó bị xét các anh chị, khá là kỹ luôn, rất là kỹ, thiệt sự là rất là kỹ. Và xe đi thì chủ xe vệ sinh thường xuyên, cho nên là nội thất ở trong rất là sạch sẽ. Mặc dù bên Huy mới vừa lái về và chưa có bảo dưỡng, chưa có vệ sinh, chưa có làm gì hết các anh chị. Tem TRD, kiểu dáng thiết kế rất đẹp. Nó đẹp hơn nhiều so với cái mẫu 2015 nha các anh chị. Ốp chén cửa, tay nắm cửa mạc rơm, đẹp chân kính, anh chị thấy không? Rất là nhiều thứ, dán phim. Phim này khá là xịn luôn nha anh chị nha. Rồi che mưa, đầy đủ hết các anh chị. Xe này có hệ thống chống trộm này. Rồi những cái miếng đệm để chống việc trầy xước khi mà chúng ta mở cửa. Rồi, Huy đóng cửa anh chị nhìn ha. Nghe tiếng cửa rất là êm tai. Và đặc biệt anh chị nhìn nè, cái bệ bước chân lên xuống anh chị nhìn. Anh chị nhìn đi. Đó, nó rất là đẹp. Nhìn rất là sáng luôn, vệ sinh thường xuyên, giữ kỹ, cho nên là mọi thứ là long lanh luôn anh chị. Đây, vỏ, vỏ nguyên bản theo xe. Đây anh chị có thể là quan sát tuần thứ 12 của năm 2016 nha. Anh chị nhìn những cái nấm cao su. Thực sự không biết là chủ xe mua mấy cái nấm này ở đâu mà gắn vô nữa. Trước giờ Huy chưa gặp, chưa có thấy trường hợp nào chủ xe kỹ đến mức độ như chủ xe này luôn các anh chị. Đó, rất là đẹp, với thiết kế off body kit ở phía sau và ở bên hông, cùng với cái mâm kiểu dáng thể thao với tem TRD Sportivo, thì thực sự là thời điểm ra những cái sản phẩm như thế này 2015, 2016 thì Fortuner đã chiếm được cái thị hiếu, nhu cầu cũng như là cái đam mê của khách hàng, với một cái phiên bản nó trẻ trung và nó rất là có một cái gì đó cá tính lắm các anh chị. Đẹp. Rồi, chủ xe là trang bị cản inox ở phía sau, rồi ốp chén cửa, ốp nẹp để tránh cái việc trầy xước khi mà lên xuống đồ. Đó. Camera dè luôn các chị nha. Camera dè luôn. Đây biển số thành phố. Biển số thành phố, anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ giữ lại biển số này nha. Biển số này 8 nút các anh chị.
đèn chị nhìn ha, sáng bóng luôn, đẹp. Trang trí viền đèn sau các chị. Ok, mình sẽ đi một vòng. Đây có cái ốp hướng gió TRD Sportivo, hai cảm biến khoảng cách ở phía sau. Đó, hai cảm biến khoảng cách ở phía sau. Ốp Power Kit ở phía sau. Nói chung là về cái chất lượng của sản phẩm này thì Huy đánh giá khá là cao, do là chủ xe giữ kỹ, đi kỹ, và xe làm 100% tại hãng luôn anh chị. Đó, cho nên là mọi thứ không có gì phải lo lắng. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng cho anh chị rồi, và xe này thì chủ xe đi giữ rất là kỹ luôn. Và đối với những cái sản phẩm như thế này thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm 20.000 cây số về phần động cơ và phần hộp số, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Và về phần công ty bên Huy sẽ cấp cho các anh chị một cái biên bản hay một cái giấy có xác nhận của lãnh đạo công ty bên Huy, đảm bảo cho các anh chị xe không bị đông đụng, không bị ngập nước, để anh chị yên tâm. Bên Huy là cam kết về chất lượng cho anh chị, nhưng cũng phải cấp cho anh chị một cái giấy tờ để anh chị yên tâm hơn trong vấn đề sử dụng xe. Với xe qua sử dụng bên Huy là Toyota Sua, là bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động xe qua hoạt động bên mảng xe qua sử dụng này, cho nên là rất là uy tín, cho nên anh chị yên tâm. Anh chị nào mà đã theo dõi những cái sản phẩm bên Huy thì anh chị sẽ biết, và anh chị nào đã mua những sản phẩm bên Huy rồi thì anh chị cũng sẽ biết được những cái chất lượng của sản phẩm bên Huy như thế nào. Rồi tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy mình đi xem một phần, một vòng về phần nội thất bên trong nha các anh chị nha. Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất bên trong. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát nha, tổng thể về nội thất bên trong của chiếc xe. Ok các anh chị nha. Trên trần thì đây, chúng ta sẽ thấy là sản phẩm này được chủ xe bọc trần 5D. Trần này khá là đắt tiền nha các anh chị nha. Đầu tư khá là nhiều cho chiếc xe của khách. Đây, dãy ghế sau anh chị dường như là chưa ngồi lần nào luôn các anh chị nha. Đó, anh chị nhìn thấy này. Đó, những cái vị trí này nó còn rất là mới, và nó không có dấu gì gọi như là trầy xước. Còn đồ nghề, đây anh chị, đồ nghề đầy đủ, còn khá là mới luôn. Tắp bi, đó anh chị xem, những cái sản phẩm như thế này thì thực sự rất là đẹp. Khay để đồ ở phía sau, cái khay này nó lợi hại lắm anh chị. Mình để những cái đồ mà đông lạnh đó các anh chị, nước nó chảy ra nó không có bị chảy xuống dưới cái sàn ở phía dưới. Wow, ở phía dưới chủ xe còn trang bị thêm một tấm lót 5D riêng cho cái phần phía sau nữa các anh chị. Ở dưới còn lót sàn nữa. Rất là kỹ luôn. Thực sự rất là hiếm có những cái khách hàng mà kỹ như thế này. Đó. Anh chị mua những cái sản phẩm này như thế này về á, rất là thích các anh chị. Chủ xe đi giữ kỹ, mình biết được rõ cái nguồn gốc và cái sản phẩm qua sử dụng mình mua chất lượng, thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí khá là nhiều. Và một điểm nữa là cái sản phẩm này được chủ trước giữ kỹ, đi kỹ, cho nên là chất lượng của xe tuyệt vời luôn các chị. Và một điểm cốp điện này rất là đắt tiền nha các chị nha. 20 mấy 30 triệu là cái phần cốp điện này các chị. Đó, cốp điện này thì anh chị sẽ rất là thoải mái và tiện lợi khi mà mình mở cốp ha. Chỉ cần một nút nhấn. Đó anh chị thấy không? Rất là tiện lợi. Rồi anh chị muốn mở lên thì anh chị chỉ cần ấn vào cái này một cái là tự động nó sẽ mở lên thôi. Cho nên là rất là khỏe. Tiếp theo mình sẽ đi vào bên trong để mình xem về chất lượng của nội thất. Đây, tắp bi. Đó, giờ anh chị nhìn nha, rất là đời mới. Rồi ốp mặt lên xuống có đèn nha các chị nha, có đèn, cho nên là mình khi mình lên xuống á, mình dễ quan sát lắm, rất là thoải mái, rất là tiện nghi. Đây, những cái tấm lót này anh chị nhìn thấy không, rất là xịn nha. Những tấm này khá là đắt tiền,
lót sàn 5D đó, đó. Ở dưới đã lót sàn Sibli rồi nha anh chị, lót những cái tấm này lên nữa rồi lại đặt thêm tấm này lên nữa thì chắc chắn là rất là sạch luôn. Rồi đó, anh chị nhìn ha. Rồi tiếp theo thì Huy sẽ vào bên trong để mình quan sát xem xe được trang bị đầu DVD Pioneer nha các anh chị. Đây, hộp số tự động đó. Vô lăng thì chủ xe có bao tay lái này và những cái vị trí điều chỉnh âm lượng đó. Và nó không có bị mòn hay bị trai gì đâu nha các anh chị. Và đối với sản phẩm này, chủ xe có trang bị gập gương tự động cùng với trang bị cái phần hiển thị tốc độ ở trên kính luôn anh chị. Huy sẽ lên phía trước để Huy cùng các anh chị mình xem qua về sản phẩm. Đây, tapi. Đó. Ok, xe này nội thất và ngoại thất thì còn rất là đẹp. Thì Huy sẽ đi để xem coi thử nó có những cái tính năng gì, có thêm những tính năng gì. Huy nổ máy nha các anh chị nha. Đây, chìa khóa này anh chị ha. Rồi. Rồi, chuẩn của xe là 64.638 cây số, lịch sử bảo trì bảo dưỡng đầy đủ đều rõ ràng. Đó. Mình điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng này rất là tiện nha anh chị nha. Đó, nó sẽ điều mình chạy thì cây số nó sẽ nhảy trên này để mình biết được cái tốc độ của xe. Đó, đầu DVD, camera, yeah. Rồi hệ thống điều hòa là xe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động nha các anh chị nha. Đó, tấm lót cách nhiệt cho phần tắp lô. Huy thấy là không thiếu thứ gì luôn các anh chị. Khá là đầy đủ. Rồi, tiếp theo mình sẽ với một cái nữa các anh chị. Cảm biến áp suất lốp nha các anh chị nha. Có màn hình hiển thị cảm biến áp suất lốp. Chắc chắn là xe này bốn vỏ được trang bị cảm biến áp suất rồi. Mình dễ theo dõi cái hơi của cái vỏ xe. Đó. Anh chị thấy không? Kỹ đến mức độ mà những cái chỗ vị trí bàn đạp thắng rồi bàn đạp ga chủ xe còn lại bọc thêm những cái tấm nó vô trong nữa. Còn đây là những cái bồ lon con tán này. Đó, anh chị nhìn ha, rất là mới và đẹp. Rồi, những cái miếng bảo vệ gạt mưa luôn anh chị. Đó, anh chị nhìn ha, những cái miếng bảo vệ gạt mưa khá là ok. Sản phẩm hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 730 triệu nha các anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá và về thủ tục để sử dụng sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng, chủ xe đi giữ kỹ, option nhiều, biển số thành phố nữa. Thì Huy nghĩ anh chị mua sản phẩm này về, giá cả bây giờ cũng khá là hợp lý. Để cho anh chị đi trong dịp Tết này. Thì anh chị nào có nhu cầu liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha.